Hơn 100 nghệ sĩ với nhiều loại hình nghệ thuật và tạo hình nhân vật độc đáo ấn tượng trong chương trình Umbala và Phá Cổ Trung Thu cùng Trống Choai sẽ làm món quà cho các em nhỏ thủ đô Hà Nội trong dịp Trung Thu này. Umbala là vở kịch đương đại kể về cuộc phiêu lưu của một anh chàng học sinh mê khoa học qua nhiều thế giới kỳ thú, dẫn dắt các em nhỏ qua nhiều không gian nghệ thuật với tạo hình các nhân vật mới lạ, qua đó mang đến cho các em những giá trị về giáo dục chân thiện mỹ. Bên cạnh vở diễn, chương trình còn có Phá Cổ Trung Thu cùng Trống Choai với những tiết mục giàu tính tuổi thơ, vui nhộn, hấp dẫn, phản phất nét dân giả nhân văn trong những câu chuyện cổ tích Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra vào các buổi tối từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội.